cái chương trình của mình nó hơi dài, cho nên nếu mà thầy demo lại từ đầu đến cuối thì nó sẽ lâu. Cho nên là đối với lại lớp của mình, thầy sẽ review lại cái đoạn mà lúc nãy thầy code cho lớp K3. Sau đó có những phần mà cái lớp K3 chưa có code xong thì thầy sẽ code tiếp cho lớp mình. Như vậy tí nữa chúng ta sẽ có một cái đoạn phim mà nó đầy đủ hết những cái mà chúng ta cần cho cái bài assignment. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ review lại tất cả những gì mà chúng ta cần. Ví dụ như là trong cái bài assignment của mình chúng ta cần cái gì? Rồi, bài assignment của mình. Chúng ta cần nhập xuất tìm hiển thị nhân viên theo mã, xóa nhân viên theo mã. Cái này thì chưa, tìm này làm xong rồi. Rồi xóa thì chưa. Rồi cập nhật thông tin chưa, tìm nhân viên theo khoản lương, cái này cũng xong rồi. Rồi tí nữa thầy cho các bạn xem code rồi thầy sẽ hướng dẫn lại nhé, hướng dẫn lại chứ còn không có code từng dòng nữa. Sắp xếp nhân viên theo tên cũng xong luôn, sắp xếp theo thu nhập cái này cũng xong luôn, nhưng mà thầy sẽ là sắp xếp theo điểm. Đó, giống vậy thôi. Xuất nhân viên, nhân viên cao nhất xong luôn. Đấy, như vậy thì các cái chức năng của chúng ta xong hết rồi. Chỉ có là chức năng 4 năm là xóa, cập nhật là chúng ta chưa làm. Cái học bổng thì thầy sẽ thay cho cái thu nhập. Ở bên cái bài assignment của mình thì chúng ta sẽ có thu nhập. Còn với cái bài hướng dẫn của thầy thì chúng ta không có thu nhập mà chúng ta sẽ có gì? Có học học bổng thì nó cũng tương đương. Thì khi mà các bạn làm bài thì các bạn ánh xạ qua. Chứ còn nếu như mà thầy hướng dẫn trực tiếp cái bài assignment luôn thì hình như nó vô lý. Đúng không? Thầy hướng dẫn xong các bạn code lại cái đưa cho thầy chấm bài thì thôi nó hơi vô lý quá. Cho nên là thầy sử dụng cái bài lắp bãi để cho các bạn dựa trên cái code này các bạn làm bên kia. Rồi chúng ta sẽ review lại từng chức năng một, từng chức năng một. Nhập danh sách sinh viên. Như vậy cái này ai cũng biết, chỉ có nói lại những cái mà các bạn cần chú ý thôi. Có một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm là hôm trước chúng ta tạo một cái array list để mà quản lý sinh viên IT. Tạo một cái array list là quản lý sinh viên business. Và thầy có nói với các bạn là thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm gì? Để quản lý chung. Đó, thầy có gợi ý. Thì không biết là các bạn về nhà các bạn đã làm được chưa? Quản lý chung được chưa? Có ai làm được rồi? Có ai làm được rồi không? Chịu, sao chịu? Ok, nhập bình thường chưa? Ok, chưa hình dung ra. Rồi, như vậy thì mình sẽ làm cái chung như thế này. Còn phần tìm thông tin có không in theo form. Không in theo form là sao? Phú ơi, không in theo form là sao?
Rồi thầy hướng dẫn phần của thầy trước. Nhập, chúng ta sẽ có scan trừ thông tin sinh viên, họ tên, ok, mã sinh viên. Tại vì cái bài lab 7 thì nó không có mã, nhưng mà bài assignment thì có mã, cho nên là thầy bổ sung thêm cái mã sinh viên thôi, đúng không? Mã sinh viên của Poly. Đó, chúng ta bổ sung thêm mã. Thì chúng ta lúc mà nhập thì có nhập mã, vậy thôi. Đó, mã sinh viên. Rồi, bây giờ ngành. Hôm trước thầy nhập ngành á, là thầy chọn là ngành là IT hay là ngành là business. Nhưng mà các bạn chú ý nè, nếu như mà chúng ta cho khách hàng là cái người mà sử dụng phần mềm của mình đó, mà người ta nhập chữ IT hoặc chữ BIZ thì nó dài, mà nó không cần thiết. Hôm trước thầy có xem đoạn code của một số bạn, thì cái bài assignment các bạn để là nhập tiếp thị hay là trưởng phòng, mà các bạn cho người ta nhập đầy đủ cái chữ tiếp thị luôn, dài lắm, không cần thiết. Cho nên nếu IT nhập 1, nếu business nhập 2, đơn giản. Rồi quay trở lại chỗ này, nếu không phải 1, không phải 2 thì chúng ta kiểm tra hoài cho đến khi nào đúng thì thôi, được không? Tiếp tục, nếu như ngành bằng 1 tức là IT thì nhập điểm Java, điểm HTML, điểm CSS. Ba cái này bình thường. Bây giờ đến đây, sinh viên Poly là sinh viên, là cái mảng, là cái array list của mình. Sinh viên Poly ký array list của này, thầy đưa cái kiểu bên trong là sinh viên Poly, không phải IT, cũng không phải sinh viên business. Nhưng chúng ta ở bên trong, chúng ta nếu một sinh viên IT, cái hàm này là hàm khởi tạo của sinh viên IT nè. Hàm khởi tạo của sinh viên IT thì có gì? Có họ tên, có họ tên, có ngành, có mã sinh viên, có điểm Java, điểm HTML, điểm CSS. Về chỗ này, họ tên rồi, ngành thầy đang làm gì đấy? Cái này cái gì nhớ không? Buổi học số 2 trên lớp mà chúng ta gặp nhau, có phải thầy yêu cầu các bạn tìm cho thầy số lớn nhất không? Và số lớn nhất của 2 số, số lớn nhất của 3 số. Đấy, thì đó là cái buổi thứ 2 thì phải, để chúng ta tìm. Như vậy thì chỗ này, nếu như ngành bằng 1, đó, thay vì chỗ này chúng ta dùng cái lệnh if, thì nó là như thế này. Nếu như ngành bằng 1 đúng thì trả về chữ IT, còn không trả về chữ business. Đây là nguyên cái lệnh if đó các bạn, nhớ không? Nguyên cái lệnh if đó. Rồi, đến mã sinh viên chúng ta nhập ở trên điểm, ba cái thứ điểm chúng ta nhập ở trên. Như vậy là mình đã add được cái sinh viên IT vào trong array list. Tương tự như vậy, nếu không phải là 1 thì là 2. Điểm marketing, điểm sale, rồi nhập vào sinh viên business. Mình chỗ này mình cũng làm y chang, nếu ngành bằng 1 thì IT, còn không business. Thì tất nhiên xuống đây là số 2, số 2 thì sai, không phải bằng 1 thì nó chọn là business. Tiếp tục hay không, quay lại, được chưa? Rồi cái lệnh này là để xử lý trôi lệnh. Nhớ, mình hay bị trôi lệnh, tức là nó không có dừng lại, nó hỏi mình gì hết trơn á, cho nên là nó trôi thì mình chọn là scan deadline, không làm gì hết. Rồi đến hàm xuất. Hàm xuất bình thường là chúng ta xuất như thế này. Đấy, hàm xuất của chúng ta đấy. Xuất sinh viên, và nó có một cái đặc biệt nha. Sinh viên Poly, nhưng mà thực chất bên trong chúng ta lưu gì? Bên trong chúng ta lưu sinh viên IT hoặc sinh viên business. Cả hai, cả hai luôn.
Nếu mà chúng ta ghét thì ghét cái gì ở đây? Làm gì biết được nó là IT đâu mà for IT. Nếu giả sử mình for IT nhưng mà mình lấy ra nó là sinh viên business thì sao? Không được, đúng không? Cho nên tốt nhất mình khai báo một cái object. Và hôm trước mình có nói, đối với lại bất kỳ một cái lát nào mà nó không có kế thừa thì mặc định nó kế thừa từ object. Bất kỳ lớp nào cũng có cha của nó là object. Cho nên chúng ta khai báo một cái object SV chạy trong cái mảng sinh viên không lỗi, không có vấn đề gì hết. Tiếng bị vọng lại ha, vọng nhiều không? Nó có phần mềm gì vọng ta? Những bạn khác thì sao? Những bạn khác nghe có vấn đề gì không? Hello. Nghe bình thường. Như vậy thì ở bên Đào, cái máy của mình em đang Đào đang xài hai cái hả? Một cái điện thoại với lại một cái lap hay sao? Nếu như mà bạn nào xài hai thứ á thì nó sẽ bị vọng á. Tại vì giả sử bạn phát từ cái điện thoại ra, rồi cái loa trên laptop nó thu lại, rồi bạn phát từ laptop ra, cái loa trên điện thoại nó thu lại, thì các bạn nghe nó vọng. Rồi, ok, mọi người bình thường, đào xem thử coi ha. Mình có sử dụng hai thiết bị không? Rồi. Như vậy, hàm xuất thì trong Java chúng ta có cái get class. Cái này rất hay các bạn. Get class là mình xem thử cái biến sinh viên này nè, SV này nè, được tạo từ đâu. Đó, mình sẽ coi. Lúc đầu là mình get vô object, nhưng mà sau đó mình xem thử cái biến này được tạo từ đâu. Thì mình dùng cái get class, mình so sánh với sinh viên.class, thử xem thử hai cái này có bằng nhau không. Nếu bằng thì mình biết chắc là cái thằng này được tạo từ sinh viên IT. Tạo lúc nào? Tạo lúc nhập nè. Đấy. Tạo lúc này nè. Mình tạo xong mình nhét vô sinh viên Poly nè. Như vậy thì mình sẽ kiểm tra. Nếu như đúng là nó là sinh viên IT thì mình khai báo một cái biến kiểu là sinh viên IT bằng sinh viên. Nhưng nếu mà bạn chỉ khai báo như vậy thôi là không được. Bởi vì sinh viên IT không thể bằng object được. Sinh viên IT nó nhiều thứ rồi, chúng ta xây dựng đủ thứ trong đó rồi, sao bằng được. Cho nên cái này chúng ta gọi là ép kiểu. Ép kiểu ha, ép kiểu. Rồi đến phần xuất. Sinh viên IT chấm xuất. Xuất từng dòng ra. Mỗi cái sinh viên đó xuất ra. Tương tự như vậy, nếu như cái class mình lấy mà nó không phải là sinh viên IT thì nó là sinh viên business. Bởi vì mình đang mới có hai class thôi thì mình chỉ cần so sánh như thế là được. Còn nếu bạn có 3, 4, 5 class thì lúc đó bạn phải if một lần nữa. Còn mình thì chỉ có như vậy thôi. Mình sẽ gán cái sinh viên SV đó cho sinh viên business mới tạo một cái biến. Và sinh viên business chấm chấm xuất. Được chưa? Mình thử chỗ này coi. Nếu như là nó sẽ phức tạp hơn. Thôi được rồi. Rồi chúng ta sẽ xuống dòng. Cứ xuất một lần xuống một dòng. Đó, để cho mình dễ nhìn. Rồi, như vậy thì cái xuất của chúng ta xong. Bỏ qua cái phần xuất này đi, tí nữa nói lại. Vậy chúng ta đã nhập xong, xuất xong. Bây giờ sẽ xuất danh sách sinh viên có học lực giỏi. Cái này dễ không? Dễ không nè? Thì mình chạy trong danh sách sinh viên, đứa nào có học lực giỏi thì xuất ra. Cái này xuất sinh viên có học lực giỏi đâu rồi?
Đây, chạy trong một cái danh sách. Phần này mình không ít gì hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân cái thằng sinh viên Poly này nè, là nó có học lực chưa? Nó học lực rồi. Học lực nó nằm trong sinh viên Poly. Cho nên khi mà mình lấy cái object ra, mình đẩy lên đây luôn coi nó lỗi không. Thử nhé. Ok luôn. Thử nhé. Rồi, vậy đi cho nó gọn. Như vậy thì đối với lại cái sinh viên Bully, mình không cần phải kiểm tra gì hết. Mình dùng luôn cái học lực của nó, bởi vì cái thằng sinh viên Bully là có học lực rồi. Cho nên mình khai báo sinh viên Bully luôn. Bạn mà bạn khai báo chỗ này là sinh viên IT là nó lỗi liền á. Bởi vì nó không thể so sánh giữa sinh viên IT với lại cái mảng có kiểu là sinh viên Bully được. Không được. Đó. Cho nên là chúng ta sử dụng cái kiểu biến là sinh viên Bully. Nếu ghét học lực bằng giỏi thì xuất ra. Danh sách giỏi, dễ không? Đó. Leo qua đây. Rồi, bây giờ đến sắp xếp nhé. Sắp xếp. Hôm trước thầy chỉ các bạn sắp xếp như thế này. Đây là cái bài của hôm trước. Không có cái này. Đúng không? Không có cái đó. Vậy chỗ này muốn sắp xếp tăng hay giảm thì mình phải hỏi người ta. Mình cho là so sánh O0, xin lỗi O1, O2, tức là sắp xếp tăng. Mình vô, mình tăng liền. À, có cái hay là vậy. Hôm trước là mình hỏi là tăng hay giảm. Nếu tăng thì sắp cái này, nếu giảm thì tạo thêm một cái giảm, là đổi O2, O1 là thành cái giảm. Bây giờ bỏ, dài dòng quá. Chúng ta làm cho nó gọn lại. Mình làm mỗi cái tăng thôi. Rồi sau mình xuống mình sắp tăng. Bây giờ mình mới hỏi nè. Muốn tăng hay giảm? Muốn tăng hay giảm? Tăng. Giảm. Rồi. Nếu scan chấm netline bằng tăng. Bằng tăng hay là bằng gì? Bằng giảm nha. Đó, là xong rồi đó. Bởi vì bản thân là mình đã sắp tăng rồi nè. Nếu như mình ghép ra mà bằng tăng, tức là không có đúng, cái ý thức này không đúng, là bỏ qua cái này. Vậy là cuối cùng là mình đã xếp tăng rồi đó. Còn nếu trong trường hợp mà mình gõ vô chữ G, tức là giảm, thì làm gì? Reverse, đảo cái mảng lại. Lúc đầu là sắp tăng rồi đây. Đây là sắp tăng nè. Sắp đảo cái mảng lại là giảm. Đấy, như vậy thì cái hàm của mình nó sẽ có thay đổi chút chút. Nhưng mà tí nữa các bạn sẽ thấy là mình xài cái này không có được. Lý do khi mà các bạn viết cái function đó các bạn, hoặc là các bạn gọi là method á, thì mình phải dùng nhiều lần. Mình phải dùng được nhiều nơi. Nó phải làm sao mà nó linh động, linh hoạt. Chứ nếu như mà mình viết ra mình chỉ dùng cho một chức năng duy nhất á,
thì hình như nó không phải là function, nó không phải là method. Mình phải dùng được nhiều chỗ. Rồi, tại sao dùng được nhiều chỗ? Bây giờ mình đi tiếp, mình sẽ thấy chức năng tiếp của mình là gì. Sinh viên giỏi xong. Bây giờ cái chỗ mà sắp xếp tăng hay giảm thì cái chỗ này là nếu như mình không hỏi ở đây, nếu như mình không hỏi ở đây thì bạn sẽ chọn cái hàm mà sắp xếp điểm. Không có tham số là được, nghĩa là nó chạy vô trong cái hàm này nó mới hỏi. Đó là bình thường nha. Ok. Tương tự như vậy, sắp theo điểm thì sắp theo tên có gì khác? Không có gì khác hết. Sắp theo tên. Sắp theo tên. Thay vì ở phía trên mình get điểm để mình so sánh thì ở dưới mình lấy họ tên để so sánh. Không có gì khác hết. Giống nhau hoàn toàn. Được không? Giống nhau. Rồi, tiếp chức năng gì nữa? Sắp xếp tên, tìm kiếm và hiển thị sinh viên theo mã sinh viên. Lúc mình làm chưa? Chức năng số 6, tìm kiếm theo mã sinh viên. Đây, mình sẽ viết một cái hàm tìm. Vậy thì ghi cái này có nghĩa là gì? Bạn nào có thể giải thích giúp thầy coi. Không tìm nhé, tìm sinh viên, phủ định của nó thì báo là không tìm thấy. Còn nếu mà tìm thấy thì sao? Mình vô cái hàm tìm để mình tìm nhé. Mình xem cái hàm tìm thầy viết gì. Tìm sinh viên. Thầy sử dụng kiểu trở về là boolean. Bây giờ gõ vô mã cần tìm. Đây, truyền cái mã vô. Kiểm tra coi như là không tìm thấy. Lúc đầu là mình chưa tìm thấy gì hết. Mình for sinh viên Bully, chạy trong mảng của sinh viên Bully. Nếu sinh viên Bully chấm mã sinh viên bằng cái mã sinh viên mà mình nhập ở đây thì kết quả là true, tìm thấy rồi. Rồi xuất cái sinh viên đó ra. Còn không, for nguyên một dãy mà không có cái nào mà if tìm thấy hết thì kiểm tra này nó không bằng true. Không bằng true thì nó xuống đây. Vậy xuống đây lúc này kiểm tra bằng gì? Kiểm tra vẫn bằng for, chưa có gì thay đổi cả. Thì sau khi kết thúc phần này, cái hàm tìm mã sinh viên nó sẽ trả về kết quả là for, không tìm thấy bất kỳ ai. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại ở trên này. Nếu chỗ này là for thì nghịch đảo của for, phủ định của for là true. Nếu true thì xuất không tìm thấy. Hiểu được chỗ này chưa? Hello. Được không? Hello mọi người. Ok. Rồi, tiếp tục. Cái chức năng tiếp theo là tìm trong khoảng. Khoảng điểm cần tìm là gì? Thì giả sử điểm nhỏ nhất.
nhất. Điểm lớn nhất tức là mình tìm trong khoảng nào, điểm nhỏ nhất, điểm lớn nhất, thì mình sẽ chạy nguyên cả mảng sinh viên. Nếu điểm mà lớn hơn thằng nhỏ nhất và điểm nhỏ hơn thằng lớn nhất thì xuất sinh viên đó ra, được không? Xuất sinh viên đó ra. Rồi, đó là mình làm tìm theo khoảng. Bây giờ trong cái assignment của các bạn nó có yêu cầu xuất ra doanh số, đây. Xuất ra 5 nhân viên có thu nhập cao nhất của công ty, cao nhất là sao? Hôm trước thầy có gợi ý là gì? Mình sắp xếp thu nhập theo giảm dần và mình in 5 người đầu tiên ra, giảm dần và in 5 người đầu tiên. Như vậy thì mình sắp giảm dần, vậy lúc đó mình phải vô mình hỏi nữa à. Mình đã biết chắc là mình có nhu cầu là sắp giảm dần rồi, mà nếu như mà mình gọi cái hàm sắp xếp giống như hôm trước mình viết đây, sắp xếp điểm, thì là mình vô mình hỏi à, phiền vậy, phiền quá đúng không? Mình đã biết chắc là mình sắp giảm rồi, cô còn hỏi gì nữa. Cho nên nó phát sinh ra cái nhu cầu, chú ý cái suy nghĩ nha, vấn đề là cái phân tích, cái suy nghĩ, chứ đừng có cóp lại giống như thầy. Các bạn đừng cóp giống như thầy, mà các bạn phải suy nghĩ giống như thầy, thì đó mới là cái các bạn cần học. Như vậy thì cái sắp xếp điểm này lúc nãy mình làm không có vấn đề gì hết, không sai. Nhưng đến giờ này, cái phần mà mình tìm ra 5 phần tử lớn nhất á, thì cái mà thầy nói lúc nãy là gì? Bước thứ nhất, thầy ghi tạm đây nha, bước 1, tức là mình phải sắp xếp giảm dần. Rồi, bước thứ hai, mình in 5 người đầu tiên. Đó, mình 2 bước. Vậy mình đã biết trước rồi là mình sắp xếp giảm dần. Nếu như mà mình gọi cái hàm này thì vô trong nó lại hỏi tăng hay giảm, phiền quá, ta sắp tăng cái gì sao, nó sai đề sao. Cho nên mình đưa cái tham số truyền vào tên của cái hàm sắp xếp là đây. Mình truyền vào tăng hay giảm. Mình cũng làm y chang giống như ở dưới, không có gì khác hết. Chỉ có đến đây mình không hỏi nữa, bởi vì cái giá trị tăng này mình đã đưa vào từ tên chương trình rồi. Nếu như tăng này mà bằng tăng, tức là true, nguyên cái này là true, thì phủ định của true là gì? Là false. False thì không làm gì hết, bỏ qua, tức là đang sắp theo tăng. Còn nếu trong trường hợp chỗ này nó là giảm, ví dụ chỗ này nhập vô chữ G đó, ví dụ như là chỗ này mình nhập vô chữ G, thì G so sánh với T đúng hay sai? Sai, là false. Vậy phủ định của false là gì? Là true. Vậy true tức là đúng, đúng thì làm chuyện này, đảo ngược lại, tức là chúng ta đã sắp tăng, sắp giảm rồi đó. Hay chưa? Chúng ta đã sắp giảm rồi đó. Vậy thì lúc này chúng ta gọi cái hàm sắp xếp, chúng ta gọi cái hàm sắp xếp đây, chúng ta gọi cái hàm sắp xếp, chúng ta không hỏi bên trong nữa mà chúng ta hỏi bên ngoài.
Và khi chúng ta hỏi bên ngoài xong thì chúng ta dùng cái hàm sắp xếp có truyền tham số. Và thầy nhắc lại, ở đây chúng ta mặc định là người ta gõ đúng chữ T hoặc chữ G. Còn nếu mà người ta gõ sai là chuyện khác ạ. Vậy thì các bạn muốn kiểm tra người ta gõ đúng hay sai thì các bạn phải dùng vòng lặp để các bạn lặp đi lặp lại. Các bạn dùng vòng lặp hoài, nhớ không? Được chưa? Phải kiểm tra. Thầy không nhắc lại chỗ này. Nếu muốn thì kiểm tra, không nhắc lại. Cho nên chúng ta dùng sắp xếp điểm có tham số đưa vào. Như vậy hiểu nguyên nhân rồi ha. Rồi xuất. Bây giờ tự nhiên có cái xuất này làm gì ạ? Sinh viên chấm sai. Đó, xuất sinh viên chấm sai. Thì thầy sẽ đi qua cái bài là top 5. Mình muốn xuất sinh viên top 5. Đây, top 5. 5 người có điểm cao nhất. Thầy viết một cái function là top 5. Trong function này nói cái gì? Function top 5. Đây, top 5 của thầy cực kỳ đơn giản. Sắp xếp điểm giảm dần. Đúng như mình nói không? Bước 1, sắp xếp điểm giảm dần. Bước 2, in 5 người đầu tiên, xuất 5, tức là từ 0 đến 4. Chứ nếu như bạn gọi là xuất thì nó xuất hết nguyên mảng. Mảng có 10 người nó xuất 10 người, mảng có 1 người nó xuất 1 người, mảng xuất 100 người nó xuất 100 người, còn mình xuất 5 thôi. Xuất 5. Vậy thì cái xuất 5 này làm sao? Đây. Đây. Hai cái này y chang nhau, không gì khác trên. Cái xuất không có đối số và xuất có đối số giống y chang nhau. Từng lệnh một, không có gì khác. Chỉ khác ở chỗ là chỗ này thầy duyệt hết mảng. Duyệt hết mảng thì không có gì phải bàn cãi. Object for at chạy từ 0 cho đến cuối mảng. For at xuất. Còn ở đây thì xuất top 5, top 3, top 7, top 10 gì đó là tùy mình. Mình muốn xuất nhiều thì mình đưa vô nhiều. Và mình phải kiểm tra nhé, không là nó lỗi ngay. Nếu top mình lớn hơn size của mảng, ví dụ mình muốn xuất 5, top của mình là bằng 5 mà mảng của mình có 3 người à, vậy nó for từ 0 đến 4, vậy là sai. Nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Cho nên mình phải kiểm tra lại. Người ta đưa vô là top 10, nhưng 10 lớn hơn 3 thì top chỉ được tối đa bằng 3 thôi. Hiểu chỗ này không? Được chưa? Phải có cái đoạn này nhé. Nếu không có là sai à. Rồi, mình for y chạy từ 0 cho đến top. Mình không có for at giống như vậy nữa. Bởi vì mình đâu có xuất hết mảng đâu mà for at. Cho nên mình for y chạy từ 0 đến top. Mình khai báo sinh viên Poly SV sinh viên Poly get vị trí ra. Lấy ra get vị trí. Được chưa? Get. Mình lấy một cái sinh viên ra. Nếu như sinh viên đó là bằng là cái sinh viên của IT thì xuất IT. Nếu sinh viên là business thì xuất business. Như vậy hiểu lý do tại sao mà nó xuất hiện cái thằng này không? Đó, lý do là mình dùng để mình làm cái hàm top 5. Bước 1, sắp xếp giảm dần, xuất hiện chữ G. Bước 2, xuất 5 người, in 5 người, xuất 5.
thực ra dễ hay khó, lập trình dễ hay khó. Quan trọng là tư duy. Mình phải suy nghĩ từ từ, giống như thầy dẫn các bạn đi. Lúc đầu thầy cho các bạn xúc bình thường, không có số 5. Sắp xếp bình thường, không có chữ G. Rồi mình sẽ đưa cái nhu cầu lên. Nhu cầu ngày càng tăng, ngày càng tăng, thì mình phải thay đổi cho nó phù hợp. Khi các bạn lập trình cũng như thế, đừng bao giờ nhìn code của thầy mà code lại. Mình phải đặt ra câu hỏi, à, cái đề này nó yêu cầu cái gì? Nó yêu cầu thằng sinh viên vô ly. Vậy thì class sinh viên vô ly, rồi xuống dòng. Hỏi tiếp, sinh viên vô ly cần cái gì? Cần họ tên. À, thì khai báo họ tên. Họ tên kiểu gì? Kiểu double, vô lý. Họ tên phải kiểu string. Ngồi họ tên ra cần gì? Cần ngành. Đó, mình cứ từ từ mình nghĩ ra. Đừng bao giờ ngồi vô code cái xong thánh. Đó là thánh rồi, không phải người nữa. Cho nên chúng ta làm từ từ, cứ đọc cái yêu cầu của người ta. Được chưa nào? Đấy, thì các bạn cứ suy nghĩ từ từ thì các bạn sẽ ra dần dần. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ demo nhé. Nãy giờ mình đã code những cái mà cơ bản rồi đó, top 5 rồi nè. Rồi cái 11, 12 này hôm trước thầy có giới thiệu trong cái video là phim sắp khởi chiếu đó, thầy chỉ nói là thầy đưa cái code vô thôi. Còn đối với Java 1 thì chúng ta chưa cần đến hai này. Bạn nào muốn nghiên cứu thì nghiên cứu, thầy không giải thích. À, cái này là lưu từ file. Như vậy cái file của thầy là cái gì? Cái file của thầy đây, thầy muốn có bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu sinh viên thầy cứ nhập vô đây thôi. Bùi Mộng Thu, sinh viên Business, mã số sinh viên BIZ004. Phải, cô này học rất giỏi, điểm 9 điểm, phải 8 điểm. Lê Hồng Ân, sinh viên IT 000005. Mình chưa kiểm tra ràng buộc là mã trùng nhau nữa đó nha. Ồ, cái đó nhiều thứ lắm. Mã sinh viên xong rồi đến điểm đúng không? Điểm anh này 6.0.7.0.8.0. Rồi bạn Hồ Thị Nở, phải BIZ, phải BIZ 000005, phải 4.0, phải 2.0. Lâu lâu có đứa học dốt chứ trong lớp đứa nào cũng 9-10 phẩy, vô lý quá. Rồi ok. Đấy, như vậy data của mình đơn giản là một cái file test. Chú ý chỗ này là một file. Như vậy thì khi mà mình ghi dữ liệu, thầy muốn show cho các bạn thấy rõ ràng là mình có chừng đây người. Còn nguyên tắc thì sau này các bạn lưu xuống file, không ai lưu kiểu vậy hết. Nếu lưu kiểu vậy nó vô nó thấy điểm nó sửa điểm sao? Hả? Cho nên sau này các bạn lưu mở cái file ra không thấy gì hết trơn, không biết gì trong đó hết trơn. Ha, không ai lưu kiểu như thầy. Cho nên các bạn chú ý là ứng với mỗi giai đoạn thì chúng ta dùng như thế nào. Bây giờ chương trình chạy lên, chọn số 2 xuất, không có đứa nào. Đúng không? Mình chọn số 11, mình load dữ liệu lên. Chọn số 2, xuất. Đó, quá trời đứa luôn. Nhanh, gọn. IT01, Business01, IT02, IT03, IT04, Business02, 03, 04. Rồi đến Business05.
Được không? Như chỗ này có gì đó sai sai. Họ tên An, ngành IT. Ồ, mình thấy thiếu chữ IT rồi nè. Mã sinh viên 06. Thằng An này bị sai gì đây nè. Thằng An bị sai. Cho nên là mình vô mình kiểm tra lại thằng An đúng không? Mã sinh viên mà tự nhiên đưa 06 là sao? Ừ, nó ngành IT nữa chứ. Ok, thiếu ngành IT. Rồi. Công việc 11, công việc số 2, Nguyễn An, mã sinh viên ngành IT. Ok, rồi mình tiếp việc gì nữa? Mình sẽ làm gì nữa? Sắp xếp danh sách theo điểm. Điểm là cái nào đâu? Điểm trung bình đây nè. Điểm trung bình bây giờ nó nhảy loạn hết trơn á. 6, 7, 8, 6, 6, 8, 3, 8, 6, 3. Mình chưa định dạng ha, cho nên nó xuất ra rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ sắp xếp danh sách theo điểm số 4. Rồi, đây, sắp từ trên xuống dưới, theo điểm. Ủa sao nó không hỏi? Sắp xếp danh sách theo điểm. Số 4 đúng không? Hồi nãy mình chạy số 4. Sao nó không hỏi ta? Coi lại coi. Rồi, có vấn đề chỗ số 4, mình xem lại nhé. Số 5, sắp xếp theo tên. Sắp xếp theo tên. Trọng Tấn lên trước nè, Mộng Thu nè, điểm bây giờ nó nhảy loạn xạ nè. Bởi vì nó sắp theo tên. Tên. Coi lại cái phần sắp xếp theo tên nhé. Trúc. Rồi, coi lại sắp theo tên hai cái. Tìm và hiển thị sinh viên theo mã số 6. Tăng hay giảm? Ok, tăng. Sắp xếp tăng. Đúng rồi. Bùi trước nè. Rồi với Hồ, ok. Sắp xếp theo tên. Số 5. Giảm. Trần Nguyễn, ok. Đó, đúng rồi đó. Chỉ có sắp xếp theo điểm là nó đang có vấn đề. Sao nó không hỏi đây? Nó sắp luôn. Rồi lại đó. Rồi. Số... bị trôi lệnh nè, sắp xếp theo điểm nó trôi lệnh nè. Mình sắp tăng hay giảm nó trôi, mình phải thêm một cái lệnh neckline nè. Tìm sinh viên theo mã số 6. Mã sinh viên của mình là IT003. Không tìm thấy, đố các bạn. Có mà sao không tìm thấy? Tại sao? Tại sao? Hello. Tiếng Hoa đó thầy. Ok. Như vậy thì khi mà khách hàng người ta sử dụng phần mềm của mình, người ta đâu viết Hoa. Rồi sao? Mình xử lý chỗ đó được không? Rồi, ok, mình tìm lại. Ở đây là số 6. Mình tìm IT003. Số 6.
IT 003 tìm thấy Trần Thị Hoa, mã IT 003. Xuất 5 sinh viên có điểm cao nhất số 10. 5 sinh viên có điểm cao nhất: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, 7, 6. Ok, vậy mình sửa lại cái gì? Sửa gì đây? Số 13 khoác. Mình sửa lại cái thứ nhất, chỗ này thêm nét line. Chấm nét line. Sửa lại cái thứ hai. Sửa lại cái thứ hai là so sánh tìm kiếm sinh viên, tìm kiếm theo mã sinh viên. Đây, scan. Đó, the Clayton Cage, tức là tất cả mọi kiểu viết khoa, viết thường gì đều được cả. Thì lúc đó người ta gõ vô là IT viết khoa cũng được, IT viết thường cũng được, đều ok hết. Là hai cái mình sửa. Bây giờ mình sẽ giải lao bằng cách điểm danh, sau đó mình sẽ đi tiếp. Xóa sinh viên theo mã sinh viên từ bàn phím số 7. Số 7 xóa sinh viên. Tìm theo mã rồi, bây giờ xóa. Xóa sinh viên theo mã. Mình cũng làm giống như vậy ha. Nếu như mà xóa được thì thông báo là xóa, còn không thì mình sẽ thông báo là không tìm thấy. Chỗ này mình sẽ đổi lại cái hàm là xóa. Rồi, giờ mình sẽ làm cái hàm xóa sinh viên. Xóa mã sinh viên. Đây, nó giống y chang như cái hàm này. Và mình đổi lại là xóa mã sinh viên. Nếu như tìm thấy thì làm gì? Nếu tìm thấy làm gì? Mình có dùng for at được không? Chỗ này mình có dùng for at kiểu này được không? Hello. Như vậy thì khi mà các bạn for at thì cái mảng đó, cái mà mình cần xóa là cái mảng nè. Như vậy thì mảng nó có thao tác gì trên mảng? Thao tác gì?
sinh viên Raylit chấm remove. Như vậy remove object tức là bạn đưa nguyên cái object vô, nó tự động nó kiểm tra rồi nó remove. Nếu mà giống thì nó remove, còn không thì nó sẽ remove index, chỉ cho nó vị trí để nó xóa. Thì mình chọn cái nào, object hay là index? Index ha, mình chọn index. Và index ở đâu, ở đâu ra? Thì chỗ này mình sẽ for không phải là sinh viên nữa, mà in y bằng không y nhỏ hơn sinh viên chấm sai y cộng cộng. Đó, bây giờ mình for kiểu này làm gì, làm gì? Mình sẽ lấy sinh viên poly chấm get thứ y, get thứ y nếu bằng mã sinh viên cần tìm thì true, đồng thời làm gì đây, sinh viên poly chấm get thứ y chấm xuất, mình xuất ra để cho người ta biết là xóa cái gì. Get thứ y chấm mã nữa chứ, quên mã sinh viên rồi mới chấm query. Có hiểu cái gì mà nó chấm lằng nhằng chỗ này không hả? Chỗ này là gì? Thứ nhất là sinh viên poly, đây là mảng được chưa, lấy phần tử thứ y là get phần tử thứ y được chưa. Phần tử thứ y thì có gì? Có mã sinh viên, mã sinh viên đi so sánh thì equate so sánh với mã sinh viên. Như vậy hiểu được cái dòng dòng dài dài này chưa? Thực ra nó đơn giản ha, mình lấy cái phần tử thứ y của mảng. Ok, tốt, hy vọng là tất cả mọi người đều trả lời cái này giúp thầy. Không hiểu thì nói không hiểu, đừng có không hiểu rồi để đấy, cuối cùng là không qua môn. Mình nói đi để có cơ hội qua môn. Nếu như mình tìm thấy sinh viên đó rồi thì mình báo cho người ta là đã tìm thấy và xuất ra một cái để mình biết là xóa sinh viên nào. Sau đó sinh viên chấm remove index, xóa cái thằng này đi, xuất rồi mới xóa nha, chứ xóa xong rồi là không có cái gì xuất, là xuất sai à, xuất trước rồi xóa và kết quả trả về return. Hiểu chưa Kiệt? Kiệt ơi, ok, như vậy mình đã xóa theo mã rồi đó. Nhưng bây giờ bắt đầu phát triển nè, mình không nên nhập cái cần xóa ở trong hàm, mà chỗ này thầy nghĩ mình nên đưa cái mã sinh viên vào đây. Mình hỏi hỏi ở trên á, chứ không hỏi phía trong hàm ha. Hôm sau các bạn lập trình, các bạn chuyển cái này lên đây giúp thầy. Đó, rồi có hỏi á, là cái đoạn này nè, mình hỏi bên trên á, mình hỏi ở trên này, xóa mã sinh viên. Tâm xóa là số mấy nhỉ? Đây, đó,
scan này có rồi, không 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 cần phải khai lại. Rồi xóa mã sinh viên đấy, vậy mình sẽ làm như thế. Bỏ dấu thăng đi, ngược lại để cho nó dễ hiểu. Đó, vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Nếu như xóa bằng true thì đã xóa, còn nếu mà xóa bằng false thì không tìm thấy, không tìm thấy để xóa. Rồi chức năng thứ 8 làm gì, thử đi. Linh vài 11 lót dữ liệu số 2 để xem thử. Bây giờ mình xóa cái thằng business 04 đi. Mình xóa thằng business 04. Rồi, công việc của mình là số 7. Rồi rồi. 13. Số 7 mã cần xóa BIZ004 đúng không? BIZ004. Đây, tên Mộng Thu BIZ04 đã xóa. Đó, mình nên xuống dòng cái đã xóa. Xịt N được chưa? Xịt N tức là đã xóa. Rồi, gì nữa nào? Số 8 là gì? Cập nhật thông tin. Số 8 cập nhật thông tin, cập nhật điểm thêm mã. Cập nhật điểm theo mã thì nó cũng giống như tìm xóa, giống y chang như vậy. Chỗ này mình sẽ hỏi người ta là mã sinh viên cần cập nhật đúng không? Mã sinh viên cần cập nhật, cần cập nhật điểm. Rồi làm gì nữa? Mã sinh viên khai báo ở trên rồi. Thực ra là nó không được, mình phải khai báo tút ở ngoài này mới được. Bởi vì nếu mà bạn khai báo ở trong á là xuống một tí nữa nó không chạy vô đến đấy là nó không khai báo được. Ok, nếu thay thế, nếu thay thế chứ không phải là xóa, nếu cập nhật,
mã sinh viên thì ghi là đã cập nhật. Còn không là không tìm thấy để cập nhật. Thank you.
Thank you.